tên hàng chị không? Rồi nửa điểm. Như vậy chúng ta thấy là với đề này người ta cho ở đây mã hàng tên hàng, thì chúng ta sẽ dựa vào gì? Dựa vào 6 ký từ đầu để tìm mã hàng ở đây, lấy tên hàng. Như vậy chú ý là với cái đề này người ta giải thích rất rõ là lấy 6 ký từ bên trái của ô A2 dò trong khối từ A9 đến D10 để điền tên hàng. Như vậy với cái đề này là quá rõ. Còn nếu như cái đề bình thường người ta sẽ nói là tên hàng là dò trong bảng tên hàng, hoặc là bảng này là bảng 1, bảng 2 gì đó, hoặc là trong bảng giá bán, người ta chỉ nói vậy thôi. Rất đơn giản, người ta chỉ nói một câu như thế, chứ không có ai mà đi nói cụ thể là dò 6 ký tự. Như vậy trong này người ta đã giải cho mình hết rồi nè. Dò tìm thì mình thấy dò tìm trong bảng mình dùng gì? Bảng này cho nằm ngang thì nó là về lúc cấp. Giá trị dò tìm người ta nói luôn là 6 ký tự bên trái của ô A2. Và bảng dò tìm ở đâu? A9 đến D10. Người ta cho sẵn luôn cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ có làm lại chỗ này thôi, là bằng VLOOKUP. Đó là hàm dò tìm. Giá trị dò tìm là lấy 6 ký tự bên trái. Bên trái dùng hàm gì? Left, L-E-F-T. 6 ký tự bên trái của mã hàng, lấy 6 ký tự. 6 ký tự dò tìm ở đâu? Dò tìm trong bảng này F10, F4. Vậy nếu tìm thấy cột trả về là cột 2, kiểu dò tìm là kiểu dò tìm chính xác, tức là không. Như vậy mình đã có được cái tên hàng ở đây. Nước sản xuất thì nước sản xuất người ta nói là gì? Dựa điền vào Mã Lai, nếu chữ M ngược lại điền Singapore. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có là nước sản xuất bằng, người ta nói chữ nếu thì có hàm if. If làm sao biết nó là Singapore hay là Mã Lai? Ký từ cuối là chữ F thì nó là Singapore. Vậy nếu ký từ cuối của mã hàng mà bằng M hoặc bằng S gì cũng được cả, tùy chúng ta. Và chỗ này là dấu nháy kép nhé. Bằng M trước cũng được. Nếu bằng M thì trả về kết quả là gì? Mà lại. Còn nếu không phải M thì trả về kết quả là Singapore. Đóng ngoặc. Chỗ này chữ xin mình viết hoa chỗ này đi cho nó đẹp. Rồi ok, đóng ngoặc. Được không? Giá bán. Bây giờ mình đừng nói đến Excel nữa, mà mình hỏi thử chỗ này mình điền số bao nhiêu. Đừng quan tâm đến Excel, đừng quan tâm đến công thức. Vậy chỗ này điền bao nhiêu? 100. Đây, đây điền mấy? 230. Tại sao ở đây là 100 mà ở đây là 230? Tại vì giá bán của cái địa cứng 250 là mình dò trong cái vùng này. Và sản phẩm này của ai? Của Singapore, là mình lấy số này. Vậy thì dựa trên sản phẩm mình đã dò được chưa? Như vậy chỗ này giá tiền
mình sẽ dùng VLOOKUP. Do cũng tương tự như vậy, lúc nãy mình dò mã của cái sản phẩm đó để lấy tên hàng. Vậy thì tương tự như vậy, cái mã nó cũng ở đây. Mình dùng LAB của mã hàng phải 6 ký tự dò tìm trong bảng nào? Nguyên cái bảng dài này luôn. Khi ở đây cột trả về, làm sao mình biết là trả về cột mấy? À, trả về cột 3 hoặc cột 4 chính xác. Vậy làm sao biết là trả về cột 3 hay cột 4? Làm sao? Bây giờ theo các bạn thì chỗ này Singapore thì trả về cột 4 nè. Phải không? Đúng chưa? Tương tự như vậy, với cái công thức ở dưới, trả về cột mấy? Chỗ này là Malaysia, trả về cột 3. Thì làm sao biết trả về cột 3 hay cột 4 đây? Nếu là cái gì thì trả về 3? Nếu gì? Bây giờ mình làm cái cột trả về nè. Nếu cái gì? Price của mã hàng bằng gì? Bằng gì đây? Bằng M thì trả về gì? 3. Còn không? 4. Như vậy thì ở đây mình lấy cột trả về, cột trả về cột 4, mình kéo xuống coi có cột trả về có đúng không? Cột 3, cột 4, cột 4, cột 3. Đúng chưa? Như vậy đây là cột trả về của mình à. Mình kết hợp cái này vào công thức. Thay vì mình gõ trực tiếp là số 4 thì mình gõ gì đấy? Mình gõ nguyên cái công thức này vô, bỏ vô bàn đi. Đó, gõ nguyên công thức đó vô đó. Lúc nãy công thức bên kia nó cho mình là số 4 đó, thì mình gõ công thức đó vô là bằng F mở ngoặc của cái này bằng M thì trả về cột 3, còn không trả về cột 4. Mình lấy copy nguyên cái công thức này vô nè. Thấy không? Rồi, xong, kết quả Enter 210, 203, 110, ok. Như vậy các bạn đã hiểu được cái vấn đề chỗ này chưa? Rồi, chúng ta xong cái cột giá bán. Bây giờ thanh tiền. Thanh tiền theo công thức số lượng nhân giá bán nhân cho 21.000 tỷ giá. Bây giờ tỷ giá ở đây thì cho là 23 thay vì 21.000, thì cho cái tỷ giá thì cái đề nó hơi khác tí xíu nha. Đề của mình á là số lượng nhân giá bán nhân cho 21.000. 21.000 thực ra là cái chỗ này là gì? Là người ta cho giá này là giá đô, 110 đô hoặc là 100 đô. Thì bây giờ thành tiền Việt nó là bao nhiêu? Thì chúng ta nhân thêm tỷ giá thì nó sẽ bằng số lượng nhân với giá bán nhân với tỷ giá. Nếu trong trường hợp này thì chúng ta làm gì nữa? F4 cái tỷ giá này lại, kéo xuống. Được chưa? Tháng là người ta lấy cái gì đây? Dựa vào OC2 điền tháng bán mặt hàng đó. Tháng dùng hàm gì để lấy được tháng? Mình của ngày chúng ta lấy được tháng.
mình. Và người ta hỏi tổng tiền của Malaysia. Cái chữ Malay lúc nãy người ta viết khoa, mà mình ở đây thầy viết thường là nó dò không được á. Đổi lại chỗ này tí xíu, bởi vì cái chữ viết khoa và chữ viết thường là nó không giống nhau. Rồi, tìm tổng tiền của Malay. Vậy tìm tổng là sum, mà ở đây người ta có điều kiện nữa là gì? À, có nước sản xuất nữa, thì chúng ta sẽ bằng sum im, mở ngoặc, cùng điều kiện là tên. Nếu tìm thấy tên của cái gì? Của Malay, thì sẽ tính tổng ở đâu? Đây, sum gì? Sum của thành tiền. Được chưa? Sum của thành tiền. Vùng do tìm là điều kiện. Nếu như tìm thấy nước Malay thì tính tổng tương ứng. Như vậy mình có vùng do tìm trước, điều kiện rồi đến vùng tính tổng. Tổng của tháng 6. Vậy nó có tương tự với cái này không? Vậy nó cũng bằng là sum if. Bây giờ vùng dò tìm là vùng nào? À, H. Và điều kiện dò tìm số 6. Chứ mình không đưa cái tháng 6 này được nha, bởi vì nó có chuyện tháng vô thì nó không thể bằng số 6 được. Cho nên chỗ này mình đưa số 6 thôi. Phải điều kiện để cộng là cộng văn bản này. Như vậy chúng ta đã có được xong nội dung bài tập của cái đề số 7.